Các nghiên cứu đưa ra bằng chứng cho thấy chẩn đoán COPD muộn gây ra tỷ lệ đợt cấp cao hơn, nhiều bệnh đi kèm hơn và chi phí y tế cao hơn. Do đó, trong chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và kế hoạch hành động toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới để ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm có đề cập đến căn bệnh này. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 trên thế giới. Tính đến năm 2019, bệnh đã gây ra cái chết cho 32,3 nghìn người. Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh, nhưng phát hiện muộn làm khó cho việc điều trị. Buổi hội thảo ngày hôm nay cung cấp cho các bác sĩ những cái kiến thức cập nhật nhất để giúp cho cái việc mà phát hiện sớm, sàng lọc những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở cộng đồng, tiếp cận những cái kiến thức để làm nào chẩn đoán đúng, chẩn đoán sớm và đặc biệt nữa là chọn được cái phác đồ điều trị phù hợp nhất đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với điều kiện Việt Nam hiện nay.